Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 và cái hồ bơi Châu Đốc sau một cái thời gian dài đóng cửa thì đã bắt đầu mở cửa trở lại sau Covid. Và có hai nàng tiên cá mở hàng chắc là sẽ rất là may mắn đông khách. Để nói cho mọi người biết là hồ bơi Châu Đốc đã bắt đầu mở cửa. Bơi được bao nhiêu vòng hồ? Bơi được bao nhiêu vòng hồ? Vậy hả? Rồi, bơi lát đi rồi quay tiếp. Ta lặn luôn. Chạy lắm. Là ở trên bờ phóng xuống hay đứng đó? Em đứng đây mà. Cứ như là cái chuyện xuất phát thì là tùy nha. Dạ. Hôm nay là có một cái cuộc thi để khởi động cho cái hồ bơi Châu Đốc. Một anh là U50, một anh U30 cho nên là gọi cái cuộc thi này là cuộc thi bơi tự do U50 và 50m cuộc thi. Chuẩn bị bắt đầu. Bắt đầu 1 2 3. Phải chạy không thế thì U50 nào ông về đích trước mà cái người trên bờ là chưa thấy. Rồi. Quá khủng khiếp luôn, lặn một phát gần hết hồ bơi. Coi như là U50 là bỏ xa U30 rồi. Tới khoảng hơn 10 mét. Rồi. Chưa, từ từ, chơi tiếp à? Khoan, ngưng. Thôi, phải chơi tiếp đi. Chơi tiếp luôn được không? Đợi nó nãy. Đợi không? Chơi tiếp rồi chơi. Bắt đầu. Rồi. Rồi, hoàn thành cự ly 150 mét, cái này là 50 mét tự do. Nhưng mà vận động viên U30 này chủ yếu là bơi BX. Rồi, nghỉ ngơi chút đi rồi mình sau sẽ cái cự ly là 50 mét để khởi động. Thì bây giờ các vận động viên đã đề nghị với ban tổ chức là tăng cự ly lên gấp 3 lần. Tức là 150 mét tự do U50. Còn anh nào mà coi như 60 rồi mà khai là U50 là không có được, là coi như là phạm quy. Cho nên là mình là U60 mình không dám bơi nữa. Để cho em một anh U30, một anh U50. Bây giờ cuộc thi chuẩn bị bắt đầu này. Bây giờ ta đếm tới 3 thì các vận động viên bắt đầu xuất phát nhá. Chuẩn bị 1 2 3. Thank you.
Anh này đúng là kình ngư thật rồi. Cố lên, cố lên. Cái này đứa ạ. Rồi hả? Con nướng mà. Ê, hai vận động viên cũng suýt soát. Tiếp đi. Mệt. Mệt hả? Lên rồi. Như vậy là về độ bền thì sức trẻ nó hơn độ bền của kinh nghiệm rồi. Như vậy thì tất nhiên là bây giờ không cần bứt phá nữa, bởi vì một mình, chỉ có một mình trên một đường đua, vận động viên U50 thì đã dừng cuộc chơi rồi, cho nên anh này không cần bứt phá. Cảm ơn. Xin chúc mừng. Cảm ơn. À, trả lời phỏng vấn chút thế, anh cảm thấy thế nào? Mệt quá chứ. Mệt à? Trả lời với ban giám khảo đừng có chú. Phải nói là kính thưa ban tổ chức và người hâm mộ, không? Em hôm nay em bơi được 150m là coi như là cũng hơi mệt rồi, nhưng mà như vậy là biểu dương cái tinh thần chiến đấu rất là cao. Đấy. À. Lại tiếp tục à? Như vậy là hồ bơi Châu Đốc đã mở cửa trở lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thank you. Bye bye.